Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trước khi đọc báo thì chúng tôi có một cái ý kiến nhỏ nhỏ như thế này là trong thời gian qua quý vị theo dõi thời sự thì thấy rằng là cuộc chiến tranh giữa Do Thái và bên Hamas rất là rùng rợn, rất là kinh hoàng, kinh hoàng và thưa quý vị, nói gì thì nói chứ nhìn cái cảnh mà chiến tranh và đặc biệt là các em nhỏ đó, cái sự mất mát thấy rất là đau lòng. Phụ nữ và trẻ em không biết là lỗi từ bây giờ mình không cần biết là lỗi của ai, nhưng mà thì dĩ nhiên bên Hamas người ta đã khơi mào trước, Do Thái thì về vấn đề mà xây dựng quốc gia, bản quốc gia của người ta có cái phản ứng, nhưng mà đó là điều rất là đáng buồn. Nhưng chúng tôi muốn đưa vấn đề này để nói rằng đất nước Do Thái đó, thưa quý vị, từ khi người ta trở về lập quốc tới bây giờ là chưa được một thế kỷ. Và bây giờ Do Thái trở thành một cường quốc, cả về quân sự, cả về, quý vị xem trên internet những vùng đất sa mạc đó anh, mà người ta trồng trọt, người ta tính từng giọt nước, mà người ta có cả trái cây rồi nông phẩm người ta xuất cảng. Một đất nước như thế thì quá ư là tài giỏi, quá là tuyệt vời. Nhưng mà hình như là chúng tôi chưa bao giờ nghe người Do Thái người ta có những cái câu nói về ca ngợi về cái sự lãnh đạo tài tình của đảng. Xin lỗi quý vị, hay là người ta ca ngợi là những cái thành quả là vượt bậc của người ta. Cho nên Hoàng Tuấn có ý kiến như thế này, bây giờ phải nhờ những người mà giỏi về ngôn ngữ, chúng ta dịch qua tiếng Do Thái những cái câu nói của Cộng sản Việt Nam, ví dụ như là đỉnh cao trí tuệ loài người đấy, ngọn đuốc soi đường, gần đây nhất là đất nước ta chưa bao giờ có được một cơ ngơi, một tiền đồ như thế này. Thì những cái đó là dịch của tiếng Do Thái, và mình phải chỉ cho người Do Thái để người ta nói. Tại vì người ta làm được, rõ ràng là những cái của người ta làm nó quá tài giỏi. Nhưng mà tại sao lại không nói? Trong khi cái thằng mà chả làm sức gì cả mà nó cứ nói. Bên đó họ nghĩ họ không có được dồi dào như mình, phải không ạ? Có lẽ văn hóa nó kém hơn mình. Thưa quý vị, nói tới văn hóa thì đôi khi những cái chương trình đọc báo Vẹn của chúng tôi đọc khi mà post lên YouTube thì cũng có những người trong nước, một số những người gọi là không có đồng ý với chúng tôi, và nói rằng là chúng tôi nói xấu đảng và nhà nước, tức là những thành phần lưu vong hải ngoại này phản động vân vân. Thì chúng tôi cũng nói rằng thực sự là chúng tôi là chỉ là đọc báo đảng thôi. Nhưng bây giờ thì chúng tôi tình cờ tuần lễ vừa qua thì Nguyên Khôi thấy có một người gửi cho chúng tôi một cái video clip, và đây với là cái tiếng nói của người dân trong nước, mà chúng tôi nghĩ rằng là họ nói còn gấp trăm gấp ngàn lần, mặc dù những cái lời nói đó nó rất là thực tế, nó rất nhiều khi nó hơi thô, nhưng mà nó là cái sự thật của người dân trong nước. Cho nên mời quý vị nghe cái video clip này, mời anh Hoàng Tuấn nghe, có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh được nghe cái video clip này ha. Đây là video clip, tức là có hình ảnh, có âm thanh rõ ràng, và tiếng nói là tiếng nói của người dân trong nước, và quý vị nghe cái cách nói chuyện, cái ngôn ngữ dùng trong đó thì quý vị cũng biết là đây là những người dân ở miền Bắc, xuất thân từ miền Bắc, sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mấy chục năm rồi, thưa quý vị. Việt Nam Cộng Hòa. Thế tại sao người ta phải mơ ước? Bởi vì lúc bấy giờ ấy là cái
Vâng thưa quý vị, đây là tiếng nói của người dân nha, rõ ràng nha. Và họ nói cái sự thật mặc dù nó rất là phũ phàng nhưng mà nó đúng 100%. Và đây là chỉ là nói một ý nào thôi, một phần nào của sự thật thôi. Những sự thật mà Đảng đã cố gắng mấy chục năm rồi che giấu và tuyên truyền nhồi nhét vào đầu óc của người dân. Và dùng cái chữ tẩy não ở đây nó rất là đúng. Tại vì thưa quý vị, cả một cái đất nước mấy chục triệu người như vậy bị Đảng lừa gạt một cách trắng trợn như vậy. Hôm nay thì người dân, thưa quý vị, cái sự thật nào cũng có một lúc nó phải lộ ra. Và người dân họ nói những cái sự thật như thế này thì chứng tỏ đây là những người nói bình thường, những người dân bình thường. Còn những bậc mà có học thức, những người có tâm huyết, những người có sự tìm hiểu thì chắc chắn là những cái ý nghĩ của họ còn sâu xa hơn nữa. Thưa quý vị, cho nên chúng tôi mong rằng những người ở trong nước, những người mà thuộc giới dư luận viên hay là những người mà rất lúc nào cũng bảo Đảng là tuyệt vời, Đảng trên hết, thì quý vị nghe và quý vị hãy công tâm, chúng tôi là những người đọc báo của nhà nước, chúng tôi chỉ đọc báo nhà nước thôi, chúng tôi cũng chưa bao giờ có những cái lời lẽ mà nó nặng cả đó. Mà trong khi đó những người dân trong nước và quý vị nghe giọng nói, vì biết đây những người lớn sinh ra và lớn lên miền Bắc, và người ta đưa ra một cái nhận xét, và trong nước người ta thường dùng chữ là ý Đảng và lòng dân. Đúng rồi. Thì nhà nước lúc nào cũng là lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thì chúng tôi rất mong ông Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phạm Minh Chính, quý vị nên nghe đấy. Và những người sinh ra và lớn lên trong cái nôi xã hội chủ nghĩa, chứ không có phải là, cho nên là có người hỏi Hoàng Tuấn là tôi sang Mỹ cũng lâu rồi. Bây giờ tôi thấy trong nước người ta hay dùng cái chữ đột phá. Thì nghĩa là như thế nào? Đột phá là như thế nào tôi không hiểu. Anh đừng có nói với tôi là nhờ người dịch sang tiếng Do Thái nha. Thưa quý vị, nếu theo cái tình hình giống như người phụ nữ này nói đó, đột phá là có những con khỉ đột, nó vô thành phố nó phá. Tức là đột phá. Để đột phá. Có một chữ người ta cũng hay xài, mà bác Trọng hay xài nữa. Là chữ gì? Là cái chữ tiền đồ. Cái tiền đồ. Cái chữ tiền đồ thì ngày xưa có một thời người ta bảo rằng là bây giờ thì cán bộ rất là quan tâm tới tiền đồ. Nhưng mà không phải tiền đồ của dân tộc mà tiền của tiền với đồ. Tức là cái là ai mà mang tiền tới thì là cán bộ đảng viên người ta vui vẻ nhận. Ai mà mang đồ tới thì là nhận. Là hối lộ đó. Nhưng mà chúng tôi có nghe một cái mẫu chuyện như thế này, là có một người họ nhỏ tuổi hơn hỏi người lớn tuổi, cũng có người bác. Bác là bác. Cháu cứ nghe bác Trọng cứ bảo là tiền đồ là cháu không hiểu tiền đồ là thế nào nhỉ? Cháu, bác là người mà học cao hiểu rộng thì đó. Thì người lớn tuổi nói là nếu mà tiền đồ mà bảo theo cái nghĩa mà đúng cái ý của bác Trọng, ý đúng ngày xưa đấy, thì nó rất là cao quý. Về tổ quốc, về tiền đồ của dân tộc, tiền đồ tổ quốc. Nhưng mà bây giờ dưới sự lãnh đạo tài chính của Đảng, tiền đồ bây giờ nó có một cái ý nghĩa khác. Tiền đồ thời chế độ ta là bây giờ thằng nào có tiền thì nó đi kiếm đồ. Đứa nào có đồ thì nó lại đi kiếm tiền. Nó dùng đồ để kiếm tiền đấy, đấy. Cái việc đấy là báo chí nó nhàn nhàn đấy. Mấy thằng có tiền ấy thì nó lại đi kiếm đồ, mà mấy đứa có đồ thì nó lại kiếm tiền. Thế là trong chế độ ta tiền đồ nó là như thế, nó khác rồi, nó không phải như ngày xưa mà chúng ta hiểu nó phải không. Rồi bây giờ đến lúc mà đọc báo, và thì tôi có cái bài báo đây, báo của báo Tuổi Trẻ. Chủ tịch nước nói mỗi lần hỏi thì mất 3 tháng, 6 tháng rồi 9 tháng, rồi câu trả lời, rồi nhận trả lời, làm đúng pháp luật. Chắc hiểu là ai hỏi mà... Ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ông nói cái việc mà làm việc, cái cách làm việc ở trong nước bây giờ đó. Khi mà ai hỏi ai mà tức là 3 tháng. Tức là các vị mà ở trong quốc hội, đại biểu quốc hội, người ta hỏi, thì người ta chờ câu trả lời. Thay vì có câu trả lời liền, thì được hứa hẹn là 3 tháng, rồi 6 tháng, rồi 9 tháng. Rồi câu trả lời là nhận câu trả lời, làm đúng pháp luật. Ý ông muốn nói là nếu mà làm đúng pháp luật thì tại sao ông trả lời ngay cho người ta? Trả lời liền. 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng là tại vì chính những cái người mà trả lời, có cái nhiệm vụ trả lời đó, họ cũng không biết pháp luật là cái gì. Không biết là có đúng hay có là sai, mà nếu mà đúng như thế nào, mà sai như thế nào. Đó là cái làm việc ở trong nước, thưa quý vị. Mà cái đây là chủ tịch nước nói nha, chứ không phải là ông Nguyên Khôi, ông Hoàng Tuấn bịa chuyện nào mà nói.
Thứ nhất và thứ hai, ông nói trong cái hoàn cảnh là trong cái buổi họp, những trong cái sinh hoạt của Quốc hội rất là rõ ràng và nơi công cộng ông phát biểu. Sáng 24 tháng 10 phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nêu một số ý kiến về tình hình kinh tế xã hội năm 2023. Thì ông có nói như thế này, thưa quý vị, là mỗi lần hỏi thì mất 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng rồi nhận trả lời làm đúng pháp luật. Nếu mà làm đúng pháp luật thì tại sao không trả lời ngay? Trả lời ngay đi. Tức là pháp luật nó lèm nhèm, nó lăng nhăng mà cũng chẳng biết ai biết pháp luật nó như thế nào. Thế nào là đúng, thế nào là sai, lúc này nó đúng mà có thể là 3 tháng nữa nó không đúng, hay 6 tháng nữa nó không đúng, hay là bây giờ nó sai nhưng mà 3 tháng nữa nó đúng và 9 tháng nữa nó lại không đúng, không ai biết được. Thưa với anh là cái tài năng của một lãnh đạo đó, một khi mình đã làm việc theo chủ trương đường lối và mình biết công việc nó phải, nó có từng phần như thế nào thế nào, mình đã theo cái quy trình nó là như thế. Đấy. Thế thì khi mà cử tri hỏi thì mình có câu trả lời liền chứ. Mình đâu có thể nào mà mình cứ nói tới 3 tháng, 6 tháng. Bởi vì nhớ là ngày xưa có một lần là bà Condoleezza Rice, bà ra bà có một cái phim mà chất vấn đó. Bà là cựu ngoại trưởng Mỹ dạ, thời. Dạ. Dạ, và thưa quý vị, một người phụ nữ mà chung quanh biết bao nhiêu là thượng nghị sĩ rồi tất cả những người trong chính phủ chất vấn, bà trả lời rất là bình tĩnh. Yeah. Đó là người ta có tính cách là tấn công đó nha. Uh-huh. Còn cái này mình làm việc. Mà dân hỏi, cử tri hỏi mà mình nói 3 tháng, 6 tháng, cuối cùng mình nói mình làm đúng pháp luật. Đi thôi. Mà cái đó là chủ tịch nước nói nha. Rồi trong cái buổi họp đó ông cũng nói như thế này, bên cạnh đó ông chỉ rõ hạn chế khó khăn của đất nước còn rất nhiều rất lớn. Ông bí thư thì nói là chưa bao giờ đất nước có cơ ngơi như thế này mà bây giờ tiền đồ như thế này, mà bây giờ ông chủ tịch nước thì lại bảo là còn rất nhiều những cái vấn đề hạn chế khó khăn rất lớn. Trong đó có rất nhiều công việc cần giải quyết nhưng khả năng giải quyết của các cơ quan nhà nước chưa đáp ứng được, cho nên chưa đáp ứng được thì quý vị cũng đang nghe rồi, đáp ứng kiểu nào. Cùng với đó rất nhiều vấn đề cần tháo gỡ nhưng khả năng tháo gỡ thì hạn chế. Ông đặt vấn đề thị trường bất động sản trong gần 2 năm qua chúng ta đã tháo gỡ được dự án nào lớn hay chưa, tức là chưa được cái dự án nào cả. Hay xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, 10 năm qua các ngân hàng không đồng vẫn chưa giải quyết được. Tôi chẳng hiểu ngân hàng không đồng là ngân hàng sao. Nên ngân hàng mà không có đồng nào. Ngân hàng mà không có đồng nào thì mở ra ngân hàng làm gì? Chúng tôi xin phép tạm ngừng phần 1 của chương trình và hy vọng trong tương lai sẽ có những người dân như chị phụ nữ, như cái người phụ nữ vừa rồi sẽ có ý kiến thì nó chính xác hơn là chúng tôi. Khi bạn để ý đến từng chi tiết, bạn đặt ra một tiêu chuẩn mới. Chiếc Lexus ES 2023 thiết kế theo nhu cầu của bạn. Được 1.500 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2024 ES 300 Hybrid. Tôi có bảo hiểm healthcare.gov từ nhiều năm rồi. Biết rằng tôi được đại thọ khi đi khám bác sĩ và mua thuốc theo toa là điều quan trọng. Tôi tìm được chương trình bảo hiểm phù hợp cho tôi và quý vị cũng vậy. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản. Kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa, với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5575.
80. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì Hoàng Tuấn đề nghị Khôi là khi mà anh nhận được cái video clip đó anh, nó có cái link, có cái tên như thế nào không? Để ví dụ như khi bà con người ta muốn lên YouTube người ta tìm, người ta xem đó, chứ không khéo rồi nó bảo là ôi, Nguyên Khôi với Hoàng Tuấn nó lại cắt ghép nữa. Đấy. Thưa quý vị, cái này là hàng chính chủ đó nha. Hàng chính chủ 100% đó nha. Có tác quyền đàng hoàng. Có tác quyền đàng hoàng thì... À, khi mà lên YouTube mình có thể đánh cái chữ gì nó ra không anh? À, cái này người ta gửi cho tôi qua Facebook. Cho nên quý vị có thể quý vị có thể tự tìm, nhưng mà Nguyên Khôi sẽ tìm cách để bỏ cái clip này lên trở lại YouTube, và lúc đó thì mình nói là ý đảng lòng dân. Đấy. Cái này, thưa quý vị, những người phụ nữ như thế nó không có dính dáng gì tới thế lực thù địch hải ngoại cả nhé. Quý vị nghe giọng nói của người ta, quý vị biết được quê quán người ta lớn lên ở đâu rồi. Nên nó không có phải là cái này do bọn phản động hải ngoại nó xúi dục, nó cho tiền rồi. Và những người này thì là khi người ta nói về miền Nam Việt Nam, mà ngày xưa người ta không sống ở miền Nam, nhưng người ta biết được cái sự thật nó là như thế, và đưa ra cả một cái ví dụ cụ thể trong gia đình. Thưa quý vị, cái chuyện đó nó, đây chỉ là một cái phần rất nhỏ thôi, nếu mà kể ra thì nó nhiều chuyện lắm. Đúng, bà nói rất là đúng đó, là ông anh ông ngượng đó. Thế mình cứ tưởng đâu là cái bồn để rửa mặt, bỏ cái khăn vô thì nó lại cuốn mất. Mà thấy rất thú vị nhất là khi họ nói về cái, có cái so sánh giữa Nam Hàn với Việt Nam á. Thì mấy chục năm trước Nam Hàn cũng chỉ có áo giống Việt Nam Cộng Hòa thôi. Mà bây giờ thì Nam Hàn đến và đến Việt Nam làm ông chủ. Trong khi đó người Việt Nam phải bỏ mất mấy trăm triệu để được sang Nam Hàn. Xin lỗi quý vị, dùng chữ nguyên văn của cái chữ của chị đó là để rửa đít cho mấy người Nam Hàn. Và làm ô xin. Làm ô xin đó. Ở đây. Thì, thưa quý mà vị phải tốt là... không phải là tự động mà sang đó mà được đâu. Đâu có ai cho mình sang đâu. Phải chạy trọt mất giấy tờ, mất mấy trăm triệu tiền bạc, bao nhiêu tiền bạc bỏ ra để mà được sang đó làm công việc đó. Thì anh biết là danh dự như thế nào. Đó là, đó, thưa quý vị, đó là ý đảng lòng dân đấy nha. Đấy, rõ ràng hàng chính chủ 100%. Rồi bây giờ chúng qua cái việc mà luật pháp nè. Nữ chấp hành viên cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh hẹn đương sự vào bệnh viện sản để đưa nhận tiền hối lộ. Trời ơi. Bị can Kim Thanh Hạnh là cựu chấp hành viên cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh bị cáo buộc vòi 350 triệu đồng của cặp vợ chồng Việt Kiều để được cấp quyết định giải tỏa việc hoãn xuất nhập cảnh. Lúc đầu thì vòi 500 triệu, sau xuống còn 350 triệu. Thì lý do là có bà Nguyễn Thị Bích Ngân, bà là người người Việt quốc tịch Hoa Kỳ, thiếu ông Nguyễn Quốc Vương ở Bình Thạnh một số tiền là 83 triệu đồng, 2 tỷ rưỡi cùng lãi suất chậm thi hành án đã nộp án phí hơn 83 triệu đồng. Thì bà này đó, từ Hoa Kỳ về Việt Nam, rồi sau đó thì bà đi trở lại Hoa Kỳ, nhưng mà bị hoãn xuất cảnh theo quyết định của bên nhà cầm quyền, là bởi vì bà này còn thiếu tiền của ông Vương. Thì chỉ vậy thì mới kiếm cái bà Kim Thanh Hạnh này. Đây bây giờ đó, cục thi hành án đó, phải cục thi hành án đó. Thì bây giờ thưa quý vị thì, ở Việt Nam nó có cái hay, có nhiều người nói như thế này, ở bên xứ Mỹ có nhiều khi khó khăn quá, đời sống xứ Mỹ nó khó khăn quá. Ví dụ như lỡ gặp khó khăn, chả biết chạy đâu. Không biết đường đâu mà chạy. Còn Việt Nam nó đỡ. Có vậy mà đỡ phải không? Mình có thể giải quyết được. Cho nên mới Việt Nam mới có một câu là có những việc không giải quyết bằng tiền thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền. Đấy. Cho nên là bây giờ quý vị thấy không? Ở Việt Nam nó cái chế độ Việt Nam dưới sự cai trị của đảng nó nhân văn hơn. Tức là lỡ mà khó khăn quá thì cũng có người giúp đỡ. 500 triệu, ồ khó khăn quá thì giảm xuống 350 triệu. Đấy. Chứ còn ở Mỹ là chết chắc. Việt Nam có nhiều cái ngôn ngữ, có những cái tiếng bây giờ dịch sang tiếng Anh hay tiếng nước lạc vậy rất là khó dịch. Tôi không thể nào mà nói hết cái ý. Anh đang nói chữ chạy đó. Thì tôi nghĩ Việt Nam cứ chữ chạy trọt á. Cứ chữ chạy trọt nhưng chắc là nó rất là khó. Thì quý vị ở Mỹ này, ví dụ có một người có thẻ xanh, người ta quy định là không được ra khỏi nước Mỹ 6 tháng. Nhưng mà nhớ người đó mà đi ra quá 6 tháng thì người ta sẽ không được vô Mỹ. Và
bây giờ người đó có chạy cỡ nào không biết, không biết đường đó mà chạy. Và quý vị thấy tội không, không có chỗ chạy của Việt Nam mình đấy, nó có chỗ, có chỗ. Cho nên chế độ ta nó nhân văn hơn, nói gì thì nói, mình không có làm cạn tàu rau măng. Còn thằng Mỹ nó ác lắm, nó như cái gì đấy nó rất là ác, nó ác mới thế mà nó giàu. Thế mình ấy là mình đạo đức, đạo đức mình dưới sự lãnh đạo tài chính của Đảng. Thế mình vẫn nghèo. Hay nhất thầy câu mà đi từ thắng lợi thầy tới thắng lợi khác. Cũng là báo Tuổi Trẻ, cái báo Tuổi Trẻ này kỳ cục, nhiều khi nó đăng nhiều cái bài mình đọc vô mình thấy nó kỳ quá. Nhiều ứng viên trong một, trong một giáo dục nha, báo Tuổi Trẻ mà trong một giáo dục, nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị tố gian dối. Sau khi Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, giới khoa học tố nhiều ứng viên có biểu hiện khai gian dối thông tin về những bài báo quốc tế. Đồng thời nhiều bài báo khoa học của các ứng viên được cho là mua bị các tạp chí quốc tế gỡ xuống. Thưa quý vị, để được công nhận là tiến sĩ, là giáo sư thì phải có những bài báo được đăng ở trên các, và tất nhiên là không thể đăng tiếng Việt, là phải ít nhất tiếng Anh, tiếng Pháp, những cái tiếng phổ thông trên thế giới, tiếng Đức vân vân. Những cái công trình nghiên cứu đó được đăng trên các tạp chí nổi quốc tế nổi tiếng, hoặc là nổi tiếng không nổi tiếng không biết, nhưng mà đại khái có uy tín, hay là ít nhất là tạp chí có tên. Thì một cái hay như anh Hoàng Tuấn anh có nói hôm nãy là cái vấn đề mà chạy trọt là ta hay lắm. Nhiều khi mình không cần viết cũng có được khác không viết cho mình. Nhiều khi mình không có dành tiếng Anh, tiếng Pháp cả đời, mình chưa bao giờ mình đi học tiếng Anh, tiếng Pháp cả, nhưng mà mình viết những cái luận án rất là cao siêu. Và đặc biệt là những luận án của mình, những cái đề tài của mình nghiên cứu, nó lại giống giống với những cái bài viết đã được đăng trước đây, ở đâu chỗ này chỗ kia, rồi mình chia sẻ chỗ này chỗ kia. Cho cuối cùng những cái bài viết của mình được đăng trên những cái gọi là tạp chí đó, cuối cùng thì bị gỡ xuống. Mà còn chúng tôi đọc nhiều bài báo cho biết là những có nhiều bài báo mà mấy ông đó, mấy ông gửi lên, giáo sư, tiến sĩ đó mới gửi lên những cái tạp chí mà thế giới người ta chẳng biết cái tạp chí đó là gì cả. Rồi cứ viên vào những cái bài báo tôi đã đăng trên website này, cái báo, cái báo mạng đó mà. Rồi dựa vào đó để xin cấp cái bằng được công nhận là giáo sư và tiến sĩ. Thì bây giờ bị anh này khui anh kia, thì đương nhiên anh kia phải khui lại anh này. Đây, đây. Chị này khui chị kia thì đương nhiên chị kia lại khui lại chị này, và nó là một cái vụ mắm nó thối. Đấy là trong cái gọi là trong cái vấn đề lĩnh vực giáo dục đấy nhá, mà người ta còn trí thức đó, trí thức đó, mà những cái này có thể kiểm chứng được đó, mà người ta còn gian dối như vậy thì huống hồ những cái điều mà ở dưới gầm bàn mà chạy trọt mà móc ngoặc với nhau mà thì như thế nào. Khó khi nào có bà nào đăng lên tạp chí Playboy không mà. Cũng là tạp chí đấy. Rồi bây giờ vấn đề luật pháp này chúng tôi thắc mắc nè. Báo chúng tôi tưởng là cũ, ngày 28 tháng 10 nha. Tháng 10 bài mới anh. Vụ tiếp viên hàng không sách ma túy đã khởi tố 235 bị can. Chuyên án được phá để thể hiện tính hiệp đồng rất lớn của các lực lượng, đặc biệt là sự phối hợp của công an 6 địa phương. Tức là công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động số 38 năm 20 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện chỉ thị vân vân, nó nhiều số lắm về cái việc mà phòng chống và kiểm soát ma túy. Thì người ta đưa vấn đề là từ cái vụ mà bốn cô không sách ma túy đó khởi tố ra 235 bị can, và người ta nói như thế này. Cái ông đại tá Mai Hoàng ông nói chứ, ma túy sau khi tập hợp ở thành phố Hồ Chí Minh được cất giấu ở các kho hàng và tội phạm lập nhóm trên không gian mạng để trao đổi, như vụ bốn tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đường dây ma túy này lập nhiều nhóm trên các ứng dụng mạng xã hội, cả người bán và người mua đều không biết mặt nhau. Đại tá Mai Hoàng dẫn chứng như thế, và ông bảo rằng đây đã thể hiện tính hiệp đồng rất lớn của các lực lượng, đặc biệt của các lực lượng, xin lỗi quý vị, đặc biệt là sự phối hợp của công an 6 tỉnh giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, gồm có Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An. Và đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố 235 đối tượng, tức là người ta nói là thành tích rất là lớn. Nhưng mà chúng tôi đọc đấy, tôi không biết bốn cô kia ở đâu. Cái vấn đề là nhiều à? Đó, tức là từ bốn cô này bắt được 235 người. Thì bắt được 235 người nhiều quá rồi, bốn cô kia tha đi. cứ xét ra đó, trên theo tính như là pháp luật đó, thì bốn cô này, nhờ bốn cô này đây, có thể mà khám phá ra được một cái đường dây buôn ma túy nó rất rộng rãi và bắt được 235 đối tượng như vậy, thì
cái công lớn hơn cái tội nhiều lắm, cái tội nó không đáng là bao nhiêu cả. Quý vị lại ông quan ở buổi này, tức là ông chính lời ông nói nha, như vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, đường dây ma túy này lập nhiều nhóm trên các ứng dụng mạng xã hội, cả người bán và người mua đều không biết mặt nhau. Ông dẫn chứng như thế, ông ca ngợi về thành tích của công an. Nhưng mà rồi chúng tôi là theo đại tá Mai Hoàng, thực tế cho thấy hiện nay đã hình thành đường dây tội phạm xuyên quốc gia vì buôn bán ma túy, rửa tiền. Ma túy được vận chuyển đa dạng qua các loại hình giao thông đường sắt, đường bộ và hàng không. Mà bốn cô kia thì bây giờ không biết bốn cô kia nó như thế nào. Ngay cả công an bây giờ không biết mặt bốn cô kia là ai. Cái đường dây nó không biết mặt nhau đó. 235 bị can từ bốn cô, mà giờ bốn cô này thì nó im ru bà ru. Cho quý vị anh thấy. Cho nên là cái vấn đề luật pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam, của đảng ta, nó rất là nhân văn. Nếu không có bốn cô này thì nó không ra 235 tay buôn ma túy kia vào. Đấy, cho nên mới đã bắt được 235 người rồi. Trong cái đường dây, những cái đường dây như thế này nó rất lớn như thế này, thì cái biến tội thành công. Cô kia trước đây là có tội, bây giờ họ trở thành những người có công. Cho nên tôi yêu cầu anh Hoàng Tuấn là từ giờ anh đừng có nhắc đến bốn cô nữa. Xin lỗi ạ. Nhưng mà tôi nói là nếu đã có công mình phải tuyên dương. Mình phải đưa hình ảnh bốn cô lên. Được tuyên tên dương. Tên tuổi là tuyên dương đấy. Nhờ bốn cô này. Nhờ bốn cô này mà chúng tôi mới phá được đường dây. Thì bây giờ mình phải tuyên dương người ta chứ. Và nhớ mà khi chụp ảnh tuyên dương như vậy nhớ cầm cái bịch mà kem đánh răng với lại phải gì. Phải có kem đánh răng pháp quốc. Bởi vì mà người ta mình không buộc tội người ta. Không có yếu tố buộc tội. Và nhờ người ta. Nhưng mà nói rõ ràng mà. Nhờ bốn người mới bắt ra được 235 người. Thì mình phải tổ chức, mình phải tuyên dương chứ. Bắt bốn con kia thì không đủ yếu tố buộc tội. Mà lại kiếm 235 cái thằng nó ở ngoài đó. Nó lại đủ yếu tố buộc tội. Sao? Nó, mà nhờ cô này. Nó kỳ bí lắm mà. Kỳ bí. cái chuyện mà làm việc ở trong đất nước mà nhiều khi nó cũng chuyện nó lạ lắm. Chẳng hạn như Bộ trưởng Lao động và Thương binh Xã hội lý giải chuyện dưới chờ trên. Trên dục dưới, vì sợ. Cái chuyện trên dưới này nó mệt quá anh ơi. Báo Dân Chí nói về những hạn chế trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung băn khoăn về việc phân cấp, phân quyền chưa rõ dẫn đến tình trạng chậm trễ, kém hiệu quả. Thì Nguyễn Quốc đã thưa với quý vị rất là nhiều lần. Cái chuyện đó ngày hôm nay, cái cách làm việc đó kiểu hay là cái liên hệ đó, ngày hôm nay nó là hợp pháp, nó là đúng, nó được tuyên dương, ngày hôm sau có thể vào tù. Vì là đã là vi phạm pháp luật, sai trái, bằng chứng là bây giờ có những cái bà bây giờ bà ở bên nước ngoài đó anh. Ngày xưa bà được tuyên dương ấy. Mới năm ngoái năm kia bà là một trong những người phụ nữ là đoạt những cái danh vị cao đẹp nhất cả nước đấy. Mà bây giờ thì ông bà lại trở thành tội nhân đang bị kết án và chờ ngày vào tù. Nhưng mà tôi cái làm việc như vậy đó. Tôi ngạc nhiên cái chỗ này anh là như thế này. Bất cứ cái chỗ nào đảng cũng xía vô cả. Bất cứ chỗ nào lãnh đạo của đảng mà thì luôn luôn cái là tổng kết rồi là có nghị quyết rồi là tất cả, nhiều thứ lắm là có khi bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu nghị quyết, bao nhiêu văn bản. Thế thì tại sao nếu mà căn cứ thì nghị quyết sau khi họp là các đại biểu đã thống nhất hoàn toàn là 99.79% về cái đường lối làm việc của tổ chức này tổ chức kia, thế thì tại sao mấy cái nghị quyết đó để làm cái gì mà bây giờ là dưới chờ trên. Trên dục dưới vì sợ. Ta ném quách mấy cái nghị quyết đi chứ để làm gì cho nó tốn giấy. Rồi cái hộp rồi đưa tay biểu quyết rồi là gớm lắm. Thì anh cũng phải hỏi xem là những người đưa tay, những người biểu quyết đó, cái trình độ họ thấy đâu, đó lý do thôi. Đúng rồi, quý vị thấy là một cái trò hề dân chủ, cái họp bàn cho cố rồi cuối cùng bây giờ dưới chờ trên dục dưới vì sợ. Rồi chúng tôi cũng sợ luôn. Chào tạm biệt quý vị.